Trúc Linh kính chào khán giả người Việt TV đến với phần bản tin hôm nay. Nội dung bản tin hôm nay gồm có các tin đáng chú ý như sau: Ấn Độ từ chối khoản viện trợ 100 triệu đô la, Ba Lan bắt nhóm người đưa 12 người Việt Nam nhập cư trái phép, Malaysia đóng cửa không phận nhiều giờ từ ngày 27 cho đến 31 tháng 8, gần 500 chuyến bay bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 8, Ấn Độ đã từ chối lời đề nghị của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất viện trợ 100 triệu đô la cho một quỹ đặc biệt dành cho bang Kerala, miền Tây Nam nước này. Đây là nơi vừa hứng chịu các trận mưa lũ được cho là tồi tệ nhất trong 100 năm qua, khiến hơn 400 người thiệt mạng. Lý giải cho việc từ chối trên, Bộ Ngoại giao Ấn Độ trong một tuyên bố cho biết, theo chính sách hiện hành, chính phủ Ấn Độ cam kết đáp ứng các yêu cầu về cứu trợ và tái thiết thông qua các nỗ lực trong nước. Cho đến nay, New Delhi cam kết viện trợ 97 triệu đô la cho bang Kerala, trong khi bang này đề nghị chính quyền trung ương cấp gói cứu trợ là 375 triệu đô la, với lý do phải giải quyết những thiệt hại do các trận mưa lũ gây ra, ước tính vào khoảng hơn 3 tỷ đô la. Mưa lũ từ tháng 6 đến nay tại bang Kerala làm hơn 420 người thiệt mạng, khoảng 1,34 triệu người phải lưu trú tại 3.200 cơ sở lánh nạn tạm thời. Ấn Độ thường từ chối nhận tiền cứu trợ từ nước ngoài sau khi hứng chịu các thảm họa thiên tai. Theo các chuyên gia, việc này cho thấy chính phủ Ấn Độ muốn chứng tỏ họ có khả năng tự giải quyết bất kỳ tình huống khẩn cấp nào. Ngày 22 tháng 8, tờ Denník N của Slovakia dẫn thông tin của hãng thông tấn Ba Lan cho biết, cơ quan biên phòng Ba Lan đã bắt giữ 3 người Slovakia vận chuyển 12 người Việt Nam nhập cư trái phép vào sáng sớm ngày 20 tháng 8. Tại lãnh thổ Ba Lan, 3 người Slovakia gồm 2 nam và 1 nữ đi trên 2 xe biển số Slovakia đã đợi đón những người di cư bất hợp pháp từ Việt Nam, gồm 6 người đàn ông và 6 phụ nữ trong độ tuổi từ 16 cho đến 30 vượt qua biên giới Ukraine với Ba Lan. Theo cảnh sát Ba Lan, nhóm người này đã đi bộ từ Ukraine đến Ba Lan, vượt qua một ngọn núi và không mang theo tiền bạc hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Phát ngôn viên của lực lượng biên phòng cho biết, theo lời những người Việt Nam, họ đã phải trả 15.000 đô la cho chuyến đi đến Tây Âu. Từ đầu năm 2018 đến nay, theo thống kê chính thức của lực lượng biên phòng Ba Lan, họ đã bắt giữ 133 người nhập cư bất hợp pháp. Theo báo Malay Mail cho hay, khách du lịch đến thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia vào tuần tới cần cập nhật lịch bay của các hãng hàng không. Bộ Giao thông Vận tải Malaysia cho biết gần 500 chuyến bay sẽ bị ảnh hưởng khi Malaysia đóng không phận gần sân bay quốc tế chính vào mỗi buổi sáng trong vòng 5 ngày vào tuần tới để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Độc Lập, lễ duyệt binh Ngày Độc Lập thường niên của Malaysia, bao gồm hoạt động biểu diễn trên không của lực lượng không quân, thường được tổ chức vào ngày 31 tháng 8 tại thủ đô Kuala Lumpur. Cách sân bay quốc tế Kuala Lumpur khoảng 60 cây số. Tổng cộng có khoảng 498 chuyến bay dự kiến sẽ bị ảnh hưởng do việc đóng cửa không phận. Khung giờ đóng cửa không phận sẽ từ 9 giờ 30 sáng cho đến 10 giờ 30 sáng từ ngày 27 tháng 8 cho đến là 31 tháng 8. Việc đóng cửa không phận có thể khiến nhiều chuyến bay bị chậm muộn. Người dân và khách du lịch được khuyến nghị nên liên hệ với các hãng hàng không và các nhà chức trách sân bay để có được thông tin cũng như lịch trình mới nhất. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bản tin hôm nay. Trúc Linh xin kính chào và hẹn gặp lại.